Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái động cơ 150 phân khối. Động cơ hộp số tự động vô cấp có số mo, số lùi và sử dụng là máy khô làm mát bằng không khí. Các bạn có thể làm cái máy này để sử dụng vào nhiều mục đích, chế xe 4 bánh, tải nhông xích hoặc là sử dụng trục các đăng. Sử dụng trục các đăng thì các bạn hàn cái khớp các đăng vào với cái bộ đầu nhông này thôi. Đấy, phần sang số thì các bạn chỉ cần kéo cái cần này bằng một cái cần bình thường tiến, lùi. Và mo, cái này các bạn có thể tận dụng cái bộ số 5 tạ để các bạn dao động ba cái vị trí đấy, cứ miễn sao nó sang đủ hành trình là được. Cái đấy thì khi mình làm, mình thiết kế thì cũng rất là dễ thôi. Bộ máy này thì mình combo đầy đủ hết cho các bạn. Đấy, bô này, gầm máy này. Có cần để dẫn nổ phụ. Tuy nhiên thì máy này sử dụng có đề các bạn nhé. Đấy, máy là có đề. Có đề lỏng. Đây là cái bộ chế hòa khí này. Chế hòa khí nó lắp vào đây. Thì mình tháo lên cho các bạn dễ quan sát. Đấy là phần chế hòa khí. Máy thì có bệ phần treo đây, phần treo máy đây. Cái dòng này thì làm tiến lùi nó đơn giản. Các bạn chế xe 4 bánh, xe 3 bánh thì rất là phù hợp, rất là dễ làm. Đây là cái phần điện của nó này. Phần điện của nó thì đầy đủ hết nhé. Có lọc gió này, ga này. Ga này có thể các bạn chuyển thành ga chân cũng được. Cái này bên mình đều có. Còi này, dơ le này, ổ khóa này. Ổ khóa này bên mình có cả ổ khóa tích hợp đề lỗ. Cái này các bạn có thể nâng cấp. Phanh chân này, công tắc phanh chân này, cụm công tắc này. Cái này về các bạn chuyển sang vô lăng thì các bạn phải mua cái cụm công tắc là các bạn dò lại nhé. IC này, mô bin này, bộ dây điện này, đấy, củ kéo ga này, nạp này, củ nháy này và dây ga này. Dây ga này nó dài 1 mét thì các bạn có thể đổi sang dây ga dài hơn. Đây, bên mình đều có dây ga dài, là dây ga 2 mét cũng có. Làm cái này là máy 170 nha, máy 150 các bạn nhé. Nhân tiện đây thì mình giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm, đấy là cái bình xăng. Trước tiên là mình sẽ chi tiết cho các bạn xem cái này, rồi mình sẽ giới thiệu đến cái bình xăng ngoài. Số mo này, số lùi này, đấy, mo này, tiến này, đây, ghi đây, phanh này, không mình này, return này, đấy. Ở trên mỗi cái vị trí này nó đều có một cái công tắc để nó báo số. Mo này, lùi này, đấy các bạn nhé. Đấy, trên mỗi cái này nó đều có này.
Đấy. Thì sau khi các bạn chế sang cái cần khác thì các bạn có thể chuyển cái vị trí công tắc lên một cái điểm nào để nó đánh dấu cũng được. Đấy. Thì nó đều là tác động ở trong cái này thôi, đó là cái cần này thôi. Còn cái phần này chỉ là phần chuyển đổi thôi. Máy này có chiều dài là khoảng 60 cm. Hôm nay thì giới thiệu đến các bạn cái bình xăng. Bình xăng thì mình có một loại giống như bình của xe máy thì không giới thiệu ở đây, còn bình này bình lớn, bình là bình 7 lít này. Đấy, cái này là lắp xăng có khóa này. Đây, lắp xăng có khóa này. Bình vuông. Đấy, nắp bình đây. Phần đáy này thì nó được trang bị cho các bạn một cái bộ khóa xăng này. Đây. Không biết có cục nào Khóa xăng đây các bạn này. hả Nó có con ốc để lắp vào đây. Đây các bạn vặn con ốc này vào đây. Đây. Và một cái ống cấp dầu các bạn cắm vào đây. Đấy là combo một cái bộ bình xăng như vậy đấy. Bình này bình 7 lít các bạn nhé. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn xem video, nếu bạn nào chưa đăng ký thì nhớ bấm chuông đăng ký, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi mình mới đăng video lên. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.